Chúng mày ngu chưa? 1, 2, 3, 4 đứa tô đầu này ngu chưa? Chị biết là gì gây hoại mọi người? Chị giờ nó đánh biết thế. Hôm nay ông bạn anh bảo thế em phải đi tìm nó luôn rồi. Nhưng hôm nay nó đi nhập đi lùm mình á, gặp đi về nó đánh đi dưới ruộng em. Mày vô đây. Mày đánh bố mày này à? Đứa mày đến đây gì anh? Chó kia cũng vèo mày, mày muốn to mồm à? Sao? Mày cút về, mày qua đây làm gì hả? Thôi thôi. Mày đi về quẻ lo chân mày trước đi. Này mày đừng qua đây, kìa nhá. Chân đi về chân quẻ đi về sắp gãy rồi. Mà đi đánh ai? Thì nó chưa đáng đâu. Mày đánh ai? Mày đánh ai? Mày hai đứa mày cút về, cút ra ngoài quán tao. Mày cút đâu? Cút rồi, nhưng mà cút. Tôi đứng ở ngoài thôi, vào quán đéo đâu. Vào quán đéo không? Đánh làm gì anh? Đánh trận anh à? Đánh trận anh à? Đánh trận nào? Ông bỏ ta. Mẹ con nạn nào? Vào đi, dìu vào đi. Đá mọi thứ đây thì em lấy ghế cho. Dì vào đi, từ từ thôi, anh Bíp đang ngại rồi. Muốn ngồi xem chân của anh đâu ngồi, đâu quá. Chân ra được, qua chân lên. Đưa thông vô ngồi kia đi. Ngồi đây cho nó ấy rồi. Đây, từ từ thôi. Đây, cắt chân này, chân chảy máu quá trời rồi nè. Đau máu đi nhá. Thế hôm nay anh của nó như thế nào mà tách chân to đúng như này? Thì lúc đấy anh thấy là Dũng cứ nhở vào chạy vào trong cái vườn đấy thì chạy vào nó chó nó sổ ra. Nó chạy mất luôn, còn anh thì anh thấy chó anh chạy luôn. Mày lau vết trong ngoài thôi, mày đừng lau trong. Thì ai lau trong vừa bôi chua xong. Vừa rách to vết đấy. Lau ngoài nhẹ thôi, lau nhẹ nhẹ thôi. Lau nhẹ nhẹ thôi. Anh tiếp xong, anh biết hiểu sao ở chân tay không? Không ơi, không hiểu được. Cậy thế trong khi vừa đánh điểm ai nhẹ thôi bạn ơi, từ từ bạn ơi, thì tao mới cái chỗ chi riêng nó mới đau trong đau trong của anh coi biết sao này ngồi mà xem đầu lắm quần áo còn thế này anh ạ. Đầu sao chân thế chưa bố bị sao không đánh 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 đánh. Hứa đuổi theo nó mặt đường, còn nó trốn ở nhà chó anh. Ờ, nó trốn nhà chó với bọn anh thì chó nó thổ ra nó cắn luôn. Anh phải nhảy đi cứu ông, quái mất cân rồi. Nó cũng sợ ấy, nó nhảy vào nhà chó luôn đấy. Đấy, từ từ thôi. Từ từ không đau đấy. Sao đấy? Ai? Ít thôi, từ từ. Từ từ thôi anh. Xót đi. Cái thuốc này xót lắm. Ủa? Cái thuốc này để nó cầm máu mà. Xót lắm, từ từ thôi. Ngồi im đi. Cái này. Hôm nay nó quay nó về nó chạy vào nhà xót rồi. Mình cũng bắt nhớ hồi chứ con được đánh cho rồi. Tại vì anh kia lúc đấy chặn đầu với kia rồi. Thì anh cứ nghĩ là chặn đầu này thì nó cũng chạy được. Ai biết ai ngờ nó tự nhiên nó chạy vào nhà dân đâu để anh chạy vào chỗ nó cắn luôn. Ai đem nó ra nó sủa nó cắn luôn. Thần. Từ từ thôi đừng có lau như ở trong ấy mà ở ngoài thôi. Bây giờ nó cứ chưa gây nó ra nhiều. Thôi mà cố gắng thôi. Con này về nhã xe à? Thôi em. Mấy thằng biết anh em nhiều. Thằng chú mẹ con ngọc lấy hít này. Cái biểu của anh dỗ nha. Con này vợ em ra thì anh chịu em của nó. Nó chạy em, nó chạy vào nhà xóm này. Nó không kêu chào của nó là... Em mất vật tường của nó là của nó, nó sủa ấy. Nó sống kêu chào của nó là... Nó chạy ra, nó sủa ấy. Em chạy đi vào tường. Thế chú mày ngu chưa? Giờ 1, 2, 3, 4 đứa tô đầu này ngu chưa? Chỉ biết là ta đi gây hoại mọi người. Nó luôn rồi nhưng hôm nay nó đi ngọc đi lùm mình á, gặp đi về nó đánh đi dưới ruộng ấy. Con thằng yêu chạy ra thằng đấy ta là đánh xe. Mày qua đây làm gì hả? Nó đây. Thôi đến này. Thôi thôi. Ngồi xuống. Mày qua đây. Mày đánh bố mày này. Đứa mày đến đây gì anh? Chó kia cũng vèo mày, mày muốn to mồm à? Sao? Mày cút về, mày qua đây làm gì hả? Thôi thôi. Mày đi về quẻ lo chân mày trước đi. Này mày đừng qua đây, kìa nhá. Chân đi về chân quẻ đi về sắp gãy rồi. Mà đi đánh ai? Thì nó chưa đáng đâu. Cháu gì?
Ai ra mày cút về, cút ra ngoài quán tao. Thì cút đâu? Đáng rồi anh Dương. Tôi đứng ở ngoài, tôi không vào quán đéo đâu. Vào quán đéo không? Làm gì anh? Em giận anh à? Đánh giận anh à? Đánh giận anh à? Mẹ con khốn nạn à? Sợ gì anh em? Nó chạy được. Mẹ nó khốn nạn thật đấy. Mấy em mày dám đến đây gây sự à? Tao nó không đến thì thôi, mày dám mò xét ở đây à? Đấy, tôi nói chứ. Anh xem nó náo không? Nay ông ba anh bảo nếu em không nhầm đi động chạy nó nữa, nay ông nó cả một em đừng mình ấy là một tay. Anh xem tay em khỏi náo không? Đấy. Gia đình của tao, tâm liên quan gì với em của anh náo không? Em gì tầm này anh bây giờ đánh nó chặt luôn chứ em gì nữa. Em gì nó nữa, anh thế rồi anh em gì? Anh em của thằng kia như em đâu à? Rồi em thẳng coi nó là anh em tận tía rồi. Đúng rồi, mẹ cũng nặng thật. Ta mà không để mặt thằng kia thì không chắc là ta cho nó trận rồi. Mày à, hai đứa bước dậy. Ở nhà nói thì anh không đáng gây sự mà nó đáng bước đến chỗ mình gây sự. Quái náo mà. Mẹ khốn nạn thật. Mày được gọi điện theo nó dám qua đây không? Chắc giờ nó chạy rồi anh ơi, nó chạy rồi. Chị ơi, chắc là nó nghĩ bọn em ở đây một mình ấy. Đi theo em nghĩ em từ một mình ra ngoài nhìn thấy anh đây nữa. Khó thôi. Thôi bây giờ coi vết thương của Thông thôi, giờ đánh nhau làm gì nữa. Biết mai không sao ấy, đầu cũng biết không đập vào đá. Thấy rồi, thấy sạch. Thế có nặng không, phải đi viện không? Anh đi to. Đi phải đi chuyển nước mà. Chắc phải đi khâu đấy. Ồ đi khâu vào. Trời ơi, chả đi khâu vào đi, không đi để giờ nhấp trùng chả. Thế để đợi, đấy mình đang có một con coi đường lâu không có mà. Đi được không? Được. Được không? Anh đi lên. Vô không muốn anh biết đi. Điều ra xe đi. Dạ. Yeah. Cái mà. Ôi trời ơi.